Ai trong mỗi chúng ta đều có một hình mẫu lý tưởng, người dìu dắt và thúc đẩy chúng ta phát triển bản thân. Ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với toàn thể nhân viên của 1900 Hair Salon. Ngày mà 32 năm trước, một người anh, người thầy và là người dẫn đường của chúng em đã cất tiếng khóc chào đời. Anh đã phải trải qua rất nhiều những thăng trầm, những vấp ngã của cuộc sống. Nhưng trên hết là sự nỗ lực, cố gắng học hỏi không ngừng nghỉ. Để rồi ngày hôm nay, anh đã mang 1900 Hair Salon đến với chúng em. Cảm ơn anh đã luôn là bệ phóng để chúng em vươn tới những đỉnh cao, là người soi đường, chỉ lối để chúng em hướng về những giá trị tốt đẹp nhất của cuộc sống này. Toàn thể nhân viên của 1900 Hair Salon xin gửi tới anh lời chúc mừng sinh nhật, chúc anh có thật nhiều sức khỏe và luôn là hình tượng để chúng em hướng tới. Sau đây là những tình cảm của đại diện nhân sự 1900 Hair Salon gửi tới anh. Nhân dịp sinh nhật idol Chiến Nguyễn của em thì em ít văn nên cũng không biết chúc gì anh ạ. Nên là em chúc anh có thật nhiều sức khỏe, luôn là người chèo lái con thuyền 1900, sớm đưa 1900 IPO theo đúng mong đợi của anh và làm sao để dẫn dắt toàn bộ anh em tập thể 1900 có cuộc sống tốt hơn và hạnh phúc hơn. Hello anh, nhân dịp ngày sinh nhật của anh thì em xin gửi lời chúc sức khỏe này và những may mắn, những thuận lợi sắp tới mà trong cái mục tiêu của anh. Thì em muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến anh và chúc cái mục tiêu của anh sớm hiện thực hóa. Nhân dịp sinh nhật của anh Chiến là chủ tịch của tập đoàn A1900 thì em có đôi lời gửi đến anh là chúc anh gọi là luôn mạnh khỏe và thành công trong công việc, thứ nhất là sớm lấy vợ. Em chúc mừng sinh nhật anh Chiến. Đầu tiên là chúc anh sức khỏe để anh luôn có sức khỏe để cống hiến được cho nhiều hơn cho cộng đồng và giúp được salon của chúng mình đi lên phát triển tốt hơn nữa. Thứ hai là em cũng cảm ơn anh là từ khi chúng mình, em và anh có duyên gặp nhau thì cuộc sống của em cũng tốt hơn rất là nhiều. Thôi chúc mừng sinh nhật anh. Nhân dịp sinh nhật anh, chúng em chúc anh luôn mạnh khỏe, luôn thành công trong công việc và thành công hơn nữa. Chúc anh sớm lấy vợ để cho chúng em có ăn cỗ. Cảm ơn anh trong thời gian qua đã luôn giúp đỡ bọn em. Xin chúc mừng sinh nhật anh nhé. Cảm ơn anh vì đã mang 1900 đến với em. Cảm ơn anh vì thực sự nếu mà không có anh Chiến thì em không biết là ai sẽ là một người mà có thể thay đổi được cuộc đời của em. Thì đây sẽ là một dấu mốc, không biết là sau này sẽ như thế nào, nhưng mà hiện tại tuổi trẻ thì nó đang là, anh là người đầu tiên đang thay đổi cuộc đời của em theo chiều hướng tốt hơn. Chúc mừng sinh nhật anh Chiến. Cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ em rất là nhiều. Từ ngày gặp anh thì cuộc sống của em nó cũng tốt hơn rất là nhiều. Em rất là cảm ơn anh. Em xin gửi lời chúc sinh nhật tới anh. Chúc anh sớm lấy vợ và dẫn dắt bọn em tốt hơn, càng ngày càng tốt hơn. Hello anh. Thì nhân dịp sinh nhật của anh ấy thì em chúc anh là thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an, và chúc anh là sớm lấy vợ để cho bọn em được ăn cỗ, và cảm ơn anh đã luôn giúp đỡ và dìu dắt con thuyền 1900 Hair Salon. Chúc mừng sinh nhật anh. Chúc mừng sinh nhật sếp Chiến. Chúc sếp là sẽ sớm lấy vợ. Hello sếp, ngày hôm nay là ngày đặc biệt quan trọng đối với sếp và cũng là ngày quan trọng đối với tất cả chúng em. Chúc thuyền trưởng của chúng em luôn vững bước và đưa con tàu 1900 tiến xa hơn. Chúc sếp thành công trong sự nghiệp và sớm lấy vợ. Chúc mừng sinh nhật anh Chiến. Chúc anh có tất cả rồi, bây giờ em chúc anh là có người chị của em đấy. Chúc mừng sinh nhật anh Chiến. Ngày hôm nay ta cùng happy birthday.